phía tây năm độ tiên môn ngoài vạn dầm vô nơi nào đó trong sơn cốc dùng trận pháp để che đậy từng đạo bóng đen lặng lẽ ngồi xếp bằng bên ngoài đại trận còn có mấy thân ảnh đang ẩn thân ở các hướng đề phòng có để tập kích dưới mặt đất cũng có ba bốn người đang ẩn nấp chỗ sâu nhất trong sơn cốc ba đạo nhân ngồi theo hình tam giác đang lơ lửng dưới thân đều có một đóa huyết liên bảy cánh nhẹ nhàng xoay tròn và đóa huyết liên này đến từ u minh huyết hải đã bị mỗi người bọn hắn thu nạp phân nửa từng tiếng mũi vo ve vang lên trong đáy lòng bọn họ ba người tự ngưng tu hành nghiêng tai lắng nghe rất nhanh ba người đã mở mắt ra cúi đầu đáp thuộc hạ tuân mệnh tiếng mũi trong đáy lòng bọn họ dần dần đi xa nguyên trạch lão đạo khẽ hít sâu một hơi bình tĩnh nói lần này mặc dù quân tiên phong bị thiệt hại nhưng đạo bản thân của các ngươi và ta chưa viên mãn không thể kịp thời ra tay bố trí các ngươi và ta được chủ nhân ban thưởng cho những tạo hóa này nhất định có thể làm được. Đạo hữu, khoan hãy nói. Đạo giả có khuôn mặt trung niên phía bên trái vội vàng lên tiếng cắt ngang. Nói xung không bằng làm, chúng ta sớm đi công thành, hoàn thành việc sắp xếp của đại nhân mới đúng. Đúng vậy, nguyên trạch lão đạo cười ngượng ngùng, dần dần nhắm hai mắt lại, nói lẩm bẩm. Chúng ta sẽ ngưng tụ thành kim tiên đạo quả, chỉ là độ tiên môn mà thôi, không phải dễ như trở bàn tay sao, nói xong, khoái miệng của nguyên trạch lão đạo lộ ra một nụ cười vừa tự tin lại vừa yên ổn hai luyện khí sĩ kim ngao đảo đã bị huyết muối ăn mòn đạo tâm nguyên thần ở bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày lướt nhìn nhau hắn vẫn đã nói ra rồi nếu không thì đưa cho đại nhân một lời khuyên đổi người khác đi hai người lắc đầu lộ ra vẻ mặt suy tư nhưng rất nhanh đã khôi phục thành vẻ mặt đờ đẫn từ từ nhắm mắt lại ngưng thần lúc này tất cả tâm trí của bọn họ đều bị âm thanh kia chiếm giữ thu nạp hoa sen, ngưng thành đạo quả, hủy diệt độ tiên môn. Thật ra bọn hắn đã không còn nhiều cơ hội để tự chủ suy nghĩ. Ba đó huyết liên xoay chậm chậm một lần nữa, từng tia huyết quang bay ra, chui vào trong đạo bào của ba người bọn hắn, bổ sung hư vô đạo quả cho từng người. Tiểu nhã, gần đây sơn môn có bọn đạo trích quấy nhiễu tập kích, trong môn phái có phần không ăn ổn, người tạm thời không cần bế quan tu hành, nếu môn phái gặp tai họa, người lập tức chạy tới bách phàm điện đi đứng trên mây trắng cảm thụ được sự mát mẻ của linh phong phả vào mặt trong đáy lòng hữu cầm huyền nhã vang vọng lời căn dặn của sư phụ tai họa nếu môn phái bị tập kích thân là thủ tịch đệ tử đương đại nàng nên làm gì đây cường địch xâm phạm sơn môn những đệ tử chưa thành tiên như bọn họ không có khả năng ngăn cản được nếu như thật sự phát sinh tai họa như vậy lúc đại trận hộ sơn tràn ngập nguy hiểm đệ tử các phong có thể chiếu cố tốt bản thân không để cho tiên nhân trong môn phái phải phân tán tinh thần như vậy coi như cũng đã là tăng thêm sức mạnh cho môn phái ngăn địch bên ngoài chỉ hận mình lúc này chưa thành tiên không thể giúp sư phụ sư tổ chia sẻ hoạn nạn nàng nhất định phải làm điều gì đó hữu cầm huyền nhã mốc máy môi mỏng trong mắt càng tỏ ra kiên định quay người bay về phía bách phàm điện rất nhanh nàng đã nhận được sự đồng ý của bách phàm điện dùng lệnh bài của trưởng lão lần lượt thông báo cho từng phong cùng với các thế hệ đệ tử thông báo cho bọn họ biết chuyện có địa mạch đào thoát trong môn phái. Từ khi ra khỏi bách phàm điện, hữu cầm huyền nhã vẫn chìm trong suy tư, mãi cho đến lúc đi tới Tiểu Quỳnh Phong. Tiểu Quỳnh Phong chỉ có ba người tề nguyên sư thúc, trường thọ sư huynh và linh nga sư muội chắc chắn lúc gặp phải địch sẽ là nơi nguy hiểm nhất, ta đi thông báo cho họ trước cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trong đáy lòng hữu cầm huyền nhã tìm cho mình một lý do, mang theo chút bất an bay đến Tiểu Quỳnh Phong, từ xa, nàng đã thấy linh nga đang bay tới bay lui trên mặt hồ tâm tình cũng thả lòng hơn rất nhiều huyền nhã dẫm lên đám mây chậm rãi đáp xuống vừa bước vào từng đại trận cách ly bên ngoài tiểu quỳnh phong đã nghe được tiếng ếch vang lên xa gần không dứt ánh ngọc lấp lóe bên hồ một nơi vốn là linh địa tu tiên lại có âm thanh đồng quê đu đưa phát ra hữu cầm huyền nhã đáp xuống bên hồ quan sát mấy con ếch ngọc đang nhảy nhót tưng bừng trong đáy lòng có một chút vui vẻ từ lần trước trường thọ sư huynh tặng nàng một con linh thú heo hồng nhạt cực kỳ đáng yêu bất ngờ mở ra một cánh cửa lớn đưa nàng vào thế giới mới mặc dù bởi vì mình bế quan quá thường xuyên con tiểu linh chư kia không được nuôi cẩn thận nên chết rồi điều này đã khiến nàng thương tâm mấy tháng nó chôn ở dưới phá thiên phong nhưng từ đó về sau thu cầm huyền nhã vô cùng yêu quý những linh thú đáng yêu này đứng ở bên hồ nhẹ nhàng cúi người hồ nước phản chiếu dung mạo say đắm lòng người của nàng thêm cả dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại mê người của nàng Thú cầm huyền nhã nhìn chăm chăm mấy con ếch ngọc tu linh thực tinh xảo kia, trên khuôn mặt mỹ lệ trước giờ vẫn luôn băng lãnh chợt nở ra một nụ cười mê hồn. Nhưng hình như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hai con ếch vừa mới làm chuyện xấu hổ không bao lâu, cùng nhau nhảy về xuống hồ nước, chân đạp một cái, cùng với gợn nước biến mất không thấy gì nữa, thú cầm huyền nhã đưa tay sửa lại lọn tóc bên tai, ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Đúng lúc này, mặt hồ xuất hiện từng làn sóng, ba viên bảo châu xoay chậm chậm, chiếu ra từng ánh sáng lung linh, rồi sau đó một bóng người xinh đẹp từ từ nổi lên khỏi mặt hồ hai tay nâng hai thủy cầu bên trong thủy cầu bên trái là một con linh ngư bên trong thủy cầu bên phải là một con ếch ngọc trong ánh sáng lấp lánh linh nga híp mắt thản nhiên nói sư tỷ thật xinh đẹp nha có muốn ăn con linh ngư ngon lành này không hay là muốn con ngọc qua ngon lành này hay là muốn linh nga dùng muội hiền lành đáng yêu của sư tỷ giúp sư tỷ đi pha chén trà xanh làm chút điểm tâm hữu cầm huyền nhã không nhịn được bật cười khuôn mặt sạng rỡ như hoa mai đua nở, sen hồng khoe sắc, Linh Nga nhảy ra khỏi mặt hồ, cười nói. Sư tỷ, ngươi đi vào phòng ngồi đi, sư huynh ta đi đan đỉnh phong rồi. Được, hữu cầm huyền nhã ôn nhu đáp lại, bước tới trước Linh Nga. Hữu cầm huyền nhã đột nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ đến điều gì đó, thoáng chút kinh ngạc. Ngon lành. Thứ này, thứ kia đều có thể ăn được sao? Linh Nga chấp chấp mắt, Sao lại không? Linh ngư ăn rất ngon, rán trên trưng luộc nấu súp đều được, còn có gia vị mà sư huynh ta bí mật chế ra nữa. Ếch ngọc cũng có thể làm thành ếch xào xả ớt, ếch xào bông hẹ, ếch xào tiêu tô. Tài nghệ nấu ăn của sư huynh năm đó đều truyền thụ cả cho mỗi đây, hữu cầm huyền nhã lập tức nhíu mày lại. Chúng ta đều đã tích cốc, vì sao nhất định phải ăn những thứ này? Linh Nga cười nói. Lời này có lẽ tiểu cửu sư húc có thể giải thích rượu không có tác dụng trong việc tu hành nhưng tử cửu sư thúc lại cho rằng rượu là nửa tính mạng ham muốn ăn uống không phải cũng thế sao thực sự là có đạo lý như vậy nói xuông thì không có bằng chứng linh nga vén tay áo lên lấy bảo năng ra vị ra đi về phía bếp lò ven hồ sư tìm người đợi một lát hôm nay sư muội sẽ bộc lộ tài năng cho ngươi xem Cô cầm huyền nhã chớp chớp mắt đang muốn nói chuyện linh nga đã khẽ hát điệu dân gian nhảy hai bước tới bên bếp lò linh nga búng đầu ngón tay ra một ngọn lửa sau đó bếp lò bắt đầu phát ra lửa nhỏ vỗ tay một tiếng theo đó một con linh ngư bay ra khỏi mặt hồ còn tự mình nhảy lên trên thớt gỗ linh nga lấy ra một pháp khí dao găm sắc bén khử tanh tiện tay đập ngất linh ngư bắt đầu thuần thục làm cá hữu cầm huyền nhã tò mò tiến tới tạm thời quên mất chuyện chính sự rồi lửa canh giờ sau nhìn qua có vẻ cũng không tệ Sư tỷ nếm thử xem, tay nghề của ta cũng không thua sư huynh nhé. Ừm, thơm quá. Hữu cầm huyền nhã cầm một đôi đũa ngọc, hai mắt tỏa sáng. Linh Nga ở bên cạnh lấy ra một chiếc bàn vuông thấp, bỏ rượu nhẹ trưng cất từ hoa quả lên bàn, cùng uống rượu và thưởng thức món cá với hữu cầm huyền nhã ngay bên hồ. Không bao lâu, một đám mây trắng từ đan đỉnh phong bay về, Linh Nga liếc nhìn độ cao của đám mây trắng, lập tức nói câu. Sư huynh trở về rồi không phải sư tỷ có chính sự muốn đợi sư huynh trở về để bàn bạc sao ừm hữu cầm huyền nhã vội vàng buông đỗ xuống đứng dậy nghênh đón lần này lý trường thọ thực sự không trốn tránh cưỡi mây bay thẳng tới sư huynh hữu cầm sư tỷ đợi huynh được một lúc rồi trường thọ sư huynh linh nga thanh tú động lòng người hô lên hữu cầm huyền nhã cúi đầu chắp tay hành lễ với lý trường thọ hữu cầm sư muội không cần đa lễ như vậy lý trường thọ làm đạo bái hoàn lễ không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không hữu cầm huyền nhã nhìn chằm chằm lý trường thọ kể lại chuyện địa mạch na di trận kia rồi nói nếu có ngoại địch tấn công núi đại trận hộ sơn nguy cấp trường thọ sư huynh và linh nga sư muội cứ chạy thẳng đến bách phàm điện trong đó có con đường đào thoát chúng ta chưa thành tiên nếu ở lại đây ngược lại chỉ làm quấn chân các vị trưởng bối trong môn phái lý trường thọ nhướng mày vội hỏi. Hữu cầm xương muội, việc này ngươi đã nói cho đệ tử các phòng khác biết rồi sao? Vẫn chưa, hữu cầm huyền nhã có một chút xấu hổ. Ta, đến tiểu quỳnh phong trước. Đang nghĩ tới có thể nhờ trường thọ sư huynh giúp ta, cùng ta đi tới các phòng tìm mấy người cùng thế hệ nói việc này được không? Linh Nga ở bên cạnh trừng mắt nhìn, nhưng không nói gì thêm, trong đáy lòng lý trường thọ khẽ thở dài, can dằn tôi ngày phải đổi một lý do thoái thác không được nhắc đến chuyện địa mạch na di trận hữu cầm sư mọi người đã từng nghĩ tới đệ tử đương đại nhập môn từ mấy chục đến mấy trăm năm không phải ai cũng giống nhau nếu có ngoại địch cố ý lẫn gian tế vào mật báo nói rõ chuyện địa mạch này như vậy lúc thật sự có ngoại địch tấn công núi chẳng phải trả đứt đường lui của môn nhân đệ tử sao hữu cầm huyền nhã ngẩn ra sau đó khẽ nhíu mày trường thọ sư huynh nói rất có đạo lý chỉ là nếu không tin người vậy làm thế nào khiến người khác tin mình ba chữ người đáng tin luôn đứng sau ba chữ người quen biết lấy trường thọ nghiêm mặt nói nếu ngươi còn chưa quen biết người ta vậy dựa vào điều gì để tin tưởng lòng người khó đoán biết mặt không biết lòng còn nữa hữu cầm sư muội lấy gì để xác nhận rằng trong môn chúng ta có người không có tham sống sợ chết đầu hàng địch để cầu sinh nhưng hữu cầm huyền nhã yên lặng không biết nên biện hộ như thế nào trong đáy lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ, Lý Trường Thọ lại ấm giọng nói. Tất nhiên chúng ta phải tâm niệm cảm kích trung thành với môn phái, nhưng cũng chỉ là chúng ta, người và ta không thể nào yêu cầu người bên cạnh cũng giống như mình được, đạo pháp thiên địa, chính là tùy tâm mà ra, phạm vi thuật quy, vẫn tùy tâm sinh ra. Hữu cầm sư muội có thể thấy được trong thiên hạ này, cho dù là sư đồ, phụ tử, có người nào nhân chi đạo là hoàn toàn giống nhau. Huyền nhã thụ giáo, hữu cầm huyền nhã làm đạo vái chào thật sâu với lý trường thọ trong đôi mắt đẹp mang theo mấy phần khâm phục nói khẽ là huyền nhã suy nghĩ không chu toàn đa tạ trường thọ sư huynh đã chỉ điểm việc này vẫn mong sư huynh dạy ta nên xử trí như thế nào sư muội không cần giữ lợi tích như thế lý trường thọ trả lại một đạo bái trong đáy lòng lại âm thầm tổng kết đối phó với người có tính cách như hữu độc nói bừa đạo lý ngược lại kết quả tốt đến không ngờ lý trường thọ cười nói nếu dương muội muốn thông báo môn nhân đệ tử các phong trước một tiếng hầu bằng đổi thành một lý do khác để thoái thác ví dụ như là nói rằng trong môn phái có tình huống khẩn cấp mời các vị đồng môn chưa thành tiên lập tức chạy tới phá thiên phong để lánh mặt đến lúc đó chỉ cần chỉ dẫn cho bọn họ đi vào trong bách phàm điện như vậy sẽ khá hơn là để tất cả mọi người như ong vỡ tổ ùn ùn lao tới bách phàm điện đúng vậy trong mắt hữu cầm huyền nhã tràn đầy ánh sáng nói khẽ. Nếu không có trường thọ sư huynh chỉ điểm. Hữu cầm sư muội chỉ hơi nóng lòng một chút thôi, chỉ cần suy nghĩ kỹ một tí là có thể nghĩ ra, lý trường thọ không để lại dấu vết cắt ngang lời của nàng, sau đó dùng tay ra hiệu mời. Việc này nên làm sớm chớ chậm trễ, hữu cầm sư muội không nên ở đây làm lỡ chuyện. Vâng, hữu cầm huyền nhã khẽ gật đầu, cúi người hành lễ với lý trường thọ, sau đó cưỡi mây vội vàng bay đến phả thiên phong hiển nhiên là nàng đi tìm trưởng lão trong bách phàm điện để thương nghị việc này nhắc nhở các vị trưởng lão đừng để lọt tin tức được trường thọ sư huynh chỉ điểm như vậy rất có thể trong núi thật sự có gian tế của kẻ thù bên hồ linh nga trước mắt nhìn lý trường thọ lý trường thọ cười cười với nàng rồi cưỡi mây bay về phòng đan một lát sau đan phòng dưới mặt đất trên bàn đọc sách trong mật thất lý trường thọ vút về nhận chữ vật có ấn ký trưởng môn mà vạn lâm quân trưởng lão vừa đưa cho mình nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình đã được bày ra trên bàn trước mặt. Trong nhận chữ vật có số lượng lớn các loại độc thảo hiếm thấy, hẳn là môn phái ban thường cho vạn lâm quân trưởng lão, ngoài ra còn bị vạn lâm quân trưởng lão nhét thêm một đống mê đan độc đan. Có đi có lại, Lý Trường Thọ quyết định để nhóm độc đan này thành khoản quỹ công cộng, dùng để âm thầm bảo vệ sư môn. Hiện tại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Lý Trường Thọ bắt đầu phân tích từng mục. Nếu như ta là những kẻ kia, thì sẽ chọn hướng nào để phát động tập kích bất ngờ. Nửa năm sau, cách độ tiên môn sơn môn ba ngàn dặm về phía tây bắc, từng đạo bóng đen bay sát đất, nhanh chóng lao qua một mảnh hoang cốc. Đám người này vẫn chưa chú ý tới, đó là trên một hòn đá nào đó ở vách núi bên cạnh, có một lớp mạng nhện quấn quanh đá vụn đang nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió. Cùng lúc đó, lộ tuyến đi tới của bọn hắn, trong khu rừng rậm hơn 300 dặm ở trước mặt, một chiếc hộp gỗ được chôn vùi ở dưới gốc cây nhẹ nhàng mở ra một người giấy treo đầy bao và nhảy ra ngoài trong nháy mắt thì triển mộc độn chui xuống bên cạnh thân cây già đã đến rồi phải nói là cuối cùng cũng đến rồi trong bóng tối trong đáy lòng lý trường thọ nhẹ nhàng thở ra không sợ bị trộm chỉ sợ bị kẻ trộm ghi nhớ đám địch nhân này vẫn chưa từng nghiện thân khiến lý trường thọ cũng cảm thấy hơi áp lực nửa năm trước kể từ khi hắn được vạn lâm quân trưởng lão ban thường cho chiếc nhẫn kia Lý Trường Thọ lại bắt đầu giai đoạn thứ ba bố trí chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ đã đến lúc nghiệm thu thành quả. Nếu đối phương muốn phát động đánh lén, có lẽ là từ mặt đất và dưới mặt đất nhanh chóng tới gần độ tiên môn, sau đó đột ngột gây khó dễ. Điều này đã cho Lý Trường Thọ có rất nhiều không gian để hành động. Đối phương xuất hiện từ hướng này, con đường mòn này. Quả nhiên mình đoán không sai, mặc dù đều ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng đã mai phục năm đạo nhân giới chữ địa trên năm con đường có khả năng, mà đối phương cũng coi như rất phù hợp lựa chọn con đường đánh lén đúng vào một trong ba con đường hắn tập trung bố trí. Nhưng điều duy nhất khiến Lý Trường Thọ cảm giác không đạt tới lý tưởng, đó chính là thời gian đối phương phát động đánh lén cách dự tính của mình hai ba tháng. Thậm chí trước đây, Lý Trường Thọ đã từng phỏng đoán có khả năng bởi vì vạn lâm quân trưởng lão và mình ngấm ngầm cùng nhau đâm lén đối phương. Việc đó đã khiến kẻ đứng sau màn kia từ bỏ tính toán hủy diệt độ tiên môn, nhưng mà, địch mặc dù chậm trễ, nhưng vẫn đã tới rồi lúc này đạo nhân giấy chữ thiên thất vẫn án bình bất động như cũ trốn ở bên ngoài sơn môn là lặng ẩn nấp tác dụng của bọn hắn vẫn là sau khi đại chiến bộc phát bọc đánh từ phía sau lối suy nghĩ chiến thuật này vẫn chưa thay đổi còn sáu đạo nhân giới địa thì được ý trường thọ phân bố ở trên sáu con đường nhỏ trước việc hắn đã tìm ra hơn nữa trên sáu con đường này hắn còn dùng thời gian hai ba tháng để bố trí rất nhiều độc trận đơn giản thế nào là độc trận trận pháp cộng thêm độc đan tất nhiên chính là độc trận Điểm khác biệt chính là, Lý Trường Thọ bố trí những độc trận này, nặng về ẩn nấp, nhẹ về khốn mê, mục đích chủ yếu là không bị phát giác dễ dàng. Một khi có người vào trận sẽ làm sương mù độc vấn bộc phát trong nháy mắt, không lãng phí một chút độc tính nào. Đây mới là chân lý độc trận mà Lý Trường Thọ hiểu. Lúc Lý Trường Thọ bố trí những độc trận này, chưa hề nghĩ tới hy vọng xa vời có thể chỉ dựa vào những thứ này trực tiếp hủy diệt toàn bộ quân địch. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì đối phương dám can đảm đánh lén độ tin môn có kim tiên chấn giữ, tất nhiên cũng có cao thủ kim tiên. Thậm chí, Lý Trường Thọ còn tính tới tình huống có khả năng cực thấp, chính là đối phương có đại la kim tiên, cũng đã có bố trí tương ứng, chỉ dựa vào những thứ thần thông này của hắn bố trí độc trận, cho dù đối phương là kim tiên cũng có thể tiện tay đánh tan. Những độc trận này còn có thể dùng như địa lôi, phát nổ tạo ra hiệu quả cực mạnh trong nháy mắt, cũng bởi vì đối phương ít nhất cũng có hai vị kim tiên, cho nên Lý Trường Thọ mới quyết định để đạo nhân giấy mai phục bốn phía, chứ không gọi vạn lâm quân trưởng lão. Để tránh, vạn lâm quân lão gia tử dơ quải trượng thanh đồng, hét lớn vì nhân giáo rồi xông ra liều mạng với đám kim tiên của đối phương. Quấy nhiễu, vây khốn quân địch, khiến chúng bị bại lộ hành tung, kịp thời cảnh báo cho sư môn, gây suy yếu một phần lực lượng của đối phương. Những điều này mới là tác dụng chính của người giấy chữ địa này, trốn trong thân cây, đạo nhân giấy chữ địa tam khẽ lắc lư, thân hình nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tiên nhân trẻ tuổi anh Tuấn Tiêu Sái, mặc một bộ trường bào, khí tức và hình dáng kẻ này hoàn toàn khác biệt với bản thân Lý Trường Thọ. Lúc này, phân nửa tâm thần của Lý Trường Thọ đã ký thác vào đạo nhân giấy này, hắn dựa vào mạng nhận trọng đồng tam đầu bố trí khắp nơi ở trước đây, giám sát 200 dặm bên ngoài, chính là nơi mấy bóng đen đang chạy như bay sát mặt đất. Rất nhanh Lý Trường Thọ đã phát hiện ra, dưới mặt đất còn có mấy chục thân ảnh đang kết đội đi tới, những thân ảnh này chia nhau đi theo sau mấy vị đại yêu biết đào đất, mặc dù ai ai cũng đã ẩn tàng sự dao động của khí tức, nhưng tính ra lại không bằng thổ độn ồ, sử dụng xuyên sơn giáp tình. Nhưng không sao, trước đây Lý Trường Thọ cũng đã cân nhắc đến điểm này, hắn bố trí những độc trận này, có vài chỗ cố ý chôn trận cơ rất sâu, đại trận thành ra được bố trí theo một mặt phẳng nghiêng. Hả, không đúng, trong bóng tối, Lý Trường Thọ nhíu mày, trong đáy lòng nổi lên một vài hình ảnh giao thoa trùng điệp. Hắn nhanh chóng tổng hợp và phân tích, phía Tây Nam cũng có một nhóm người đánh lén, vậy là đối phương chia binh thành hai con đường, bất quá, cũng không sao tâm trí lý trường thọ phân ra hai nơi nhất tâm đa dụng kích hoạt đạo nhân giấy chữ địa ngũ nhờ đạo nhân giấy này để mở sẵn từng tầng độc trận ở phía tây nam rồi cho đạo nhân giấy tìm một đầm nước để lần trốn đi quan sát kỹ trong chốc lát lý trường thọ cười thầm hai tiếng tình huống hiện tại quả thực đã vượt qua dự đoán của hắn trước đây có lẽ do phần may mắn nào đó ba con đường nhỏ được hắn tập trung bố trí binh lực độc trận chủ đạo để đánh lén vậy mà bây giờ có hai đường đã được sử dụng rồi quả nhiên đối phương thật sự vừa ấm áp lại vừa chi kỳ sợ tâm huyết của hắn bị lãng phí rất nhanh hai đạo nhân giấy của lý trường thọ đều đồng thời cảm nhận được uy áp của kim tiên hai người phía tây nam một người phía tây bắc ba vị kim tiên mặc dù lý trường thọ ngay lập tức phát giác được đạo vận của ba vị kim tiên này có một chút kỳ quái nhưng uy áp của kim tiên là thật ba vị kim tiên thế cũng có một chút không chắc chắn quả thực không dễ ứng phó trong bóng tối lý trường thọ nhắm hai mắt lại lần nữa trong đáy lòng niệm một câu đạo nhân giới chữ nhân tam khởi động trong phòng đan tiểu quỳnh phong lý trường thọ đang ngồi ngần người trước lò luyện đan run lên trong đôi mắt dần dần có linh quang hắn lập tức đóng đại trận xung quanh tiểu quỳnh phong truyền âm với linh nga linh nga đang tu hành thủy độn và thủ độn hoán đổi ở trên mặt hồ lập tức ngơ ngác một chút sau đó nhảy hai bước lên không trung bay về phía nhà tranh bên hồ sư phụ sư huynh luyện đan ở trong phòng đan bị bất tỉnh rồi người mau đi qua đó xem một lát. Khi Linh Nga ở bên kia đang hô hoán hoảng loạn, bên này, tâm thần Lý Trường Thọ lại bị thu hút bởi nhóm địch ở hướng Tây Bắc cách đó ba ngàn dặm, nhóm cường địch này đã bắt đầu tiến vào độc trận. Bọn chúng vẫn luôn bay nhanh sát mặt đất, chỉ lo ẩn nấp thân hình mà lại không chú ý đến việc dò xét con đường phía trước, hơn mười mấy đạo thân ảnh đi phía trước xông thẳng vào độc trận thứ nhất hướng Tây Bắc, dương độc bộc phát, lập tức có hai người trực tiếp ngã cục. Nhưng hơn mười người có khuôn mặt đờ đẫn không hề có một chút dao động nào, phản ứng của bọn hắn cũng rất nhanh tiên quang quanh người sáng chói yêu lực nở rộ lấy đan dược giải độc ra nhét vào trong miệng đồng thời cấp tốc lùi về phía sau trận hình của đám người này vò tới phía trước tức đại loạn có trận pháp là độc đan làm thành cạm bẫy đơn giản quả nhiên bọn hắn đã có đề phòng dùng pháp lực thổi ra phá trận mau mau phá đi đừng bỏ lỡ thời cơ tập hợp ngay lập tức mấy vị đại yêu cảnh giới thiên tiên hướng về phía trước thúc giục thần thông nhẹ nhàng thổi đám độc này ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn 10 người lúc trước đã xông vào độc trận kia, đã có 4 năm người thổ huyết, gào rú thảm thiết, nguyên thần trực tiếp bay ra. Độc đan của vạn lâm quân, phẩm chất siêu nhiên, thành quả trước mắt, sáu chân tiên, một thiên tiên. Tiếp sau đó, đám quân địch ở phía tây nam cũng xông vào độc trận thứ nhất ở bên trong rừng rậm, lý trường thọ tìm đúng thời cơ, chủ động thôi phát độc trận ở nơi đây, sương mù màu lục phiêu đãng kết quả lại tăng lên năm người nữa. Có một vị thiên tiền khác bị độc thương nguyên thần, trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu, chiến thuật độc trận quấy rối. Lục Khai Môn nói trở lại, vạn lâm quân trưởng lão thật sự quá mức thiên vị màu xanh, khói độc phấn độc đều hiện ra một màu xanh nồng đậm. Nhưng Lý Trường Thọ lại khác biệt, hắn theo đuổi vô sắc vô vị cực hạn, hai đạo nhân giấy thân mang trọng trách, được Lý Trường Thọ duy trì độn pháp, dung hợp với cây cối và đầm nước. Lúc này Lý Trường Thọ tiếp tục âm thầm quan sát, thông qua hai đạo nhân giới này khống chế bước kế tiếp của độc trận. Đám người đánh lén này vẫn cứ chưa ý thức được con đường phía trước của bọn hắn có cái gì, bọn hắn không hề thay đổi đường đi, tiếp tục bài sát đất sông về phía trước. Xem ra, sau khi tâm thần bị khống chế, suy nghĩ của mấy tên gia hỏa này cũng xảy ra vấn đề. Trong đáy lòng lý trường thọ thầm cảm khái, tiện thể quan sát tình hình bên trong môn phái, ừ, vẫn yên bình như cũ, đầu tiên môn đã an bài chạm gác ngầm, để phòng địch ở ngoài ngàn dặm xung quanh sơn môn bởi vì trưởng môn và các vị trưởng lão cảm thấy khoảng cách này đủ để phát hiện ra địch nhân để có thể kịp thời đối ứng nhưng lý trường thọ lại cho rằng trưởng môn và các vị trưởng lão có một chút quá tự tin rồi tất nhiên hắn cũng sẽ không đứng ra nói những lời này hắn chỉ là một mầm tiên thấp kém trong tiểu quỳnh phong mà thôi trong khả năng của hắn cũng chỉ có thể âm thầm mở rộng phạm vi giám sát lên đến ba nghìn năm trăm dặm tập trung vào mấy tuyến đường đi tâm thần tiếp tục theo dõi hướng tây nam tây bắc hai nhóm bóng đen cũng rất ăn ý hầu như đồng thời vòng qua một nơi có độc trận mà Lý Trường Thọ đã giấu giếm, nhưng lại xông vào một vị trí có độc trận khác. Sương mù màu xanh bộc phát một lần nữa, hai nơi cách xa nhau mấy ngàn dặm, mỗi nơi càn quét bảy, tám thân ảnh. Lý Trường Thọ dựa vào mạng nhện tìm kiếm cẩn thận, quả nhiên từ trên người mấy vị chân tiên bị độc chết, một lần nữa nắm bắt được bóng dáng của mấy con huyết mũi kia, lần này huyết mũi xuất hiện, nhanh chóng hóa thành huyết khí tiêu tán, loại tình huống này. Rất có thể, vị văn đạo nhân kia lúc này đã không còn còn sự tình ở nơi đây kẻ đứng sau mà này hẳn đã sớm thoát ra tránh bị cao thủ nhân giáo để mắt tới nếu đã như vậy phần thắng của đầu tiên môn sẽ càng nhiều hơn một chút tổng số người đánh lén ở hai con đường có 78 người cảnh giới thiên tiên ba người cảnh giới kim tiên tình trạng kỳ quái còn chân tiên thì hơn mấy ngàn nguồn sức mạnh này rõ ràng đã hoàn toàn áp đảo đậu tiên môn hơn nữa lý trường thọ cũng chưa xác định ở những nơi mà mình chưa thể kiểm tra được liệu có còn người đánh lén nào khác không nhất định phải cân nhắc những tình huống này, như vậy xem ra, lần này quả thực coi như là đại kiếp của đầu tiên môn. Theo như hắn biết, cảnh giới kim tiên trong môn phái chỉ có một mình trưởng môn, số lượng trưởng lão thiên tiên chỉ có hơn 50 người, chân tiên, nguyên tiên ngược lại thì có một đống, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu sức lực chiến đấu thì không thể biết rõ được. Như thường ngày, độ tiên môn thanh tĩnh vô vi đã quen, cũng rất ít diễn luyện đại trận trăm người, ngàn người, nếu mọi người dùng một nửa quan tâm của đạo lễ chi phong vào trong diễn luyện tiên trận thì hôm nay không cần một vị tiểu đệ tử như hắn phiền muộn mất công như thế. Đám người đánh lén ở hai hướng kia cũng thật sự cứng đầu, bọn hắn tiến về phía trước hơn trăm dặm, liên tục ăn ba đợt thiệt thòi, lúc này mới giảm tốc độ lại, bắt đầu dùng pháp bảo thăm dò con đường phía trước, hoàn toàn đúng kiểu là độc trận của người lợi hại lắm sao, bần đạo lấy tính mạng đồng bọn đến đối kháng. Cười khẽ một tiếng, Lý Trường Thọ không nghĩ nhiều nữa, chăm chú khống chế hai đạo nhân giấy, lựa chọn thời cơ mở độc trận ra, rất nhanh, thành quả đã tăng lên đến hơn 40 vị chân tiên, ba vị thiên tiên bị giết, trọng thương bốn vị thiên tiên. Mặc dù chưa làm cho đối phương tổn thương nặng nề, nhưng lại làm cho tốc độ tiến đến của đối phương chậm lại, để cho Lý Trường Thọ có thêm nhiều cơ hội để chuẩn bị. Hiệu quả độc trận cũng không tệ, về sau có thể nghiên cứu sâu hơn. Cảm nhận được sư phụ và sư muội đã tới gần đan phòng, Lý Trường Thọ phân ra một tia tâm thần lên người đạo nhân giấy ở trong đan phòng, bởi vì chính mình đã bố trí rất nhiều đạo nhân giấy. Lý Trường Thọ cũng phần chia thật cẩn thận. Đạo nhân giấy chữ Thiên thì chịu trách nhiệm vây đánh sau khi khai chiến. Trên người chúng mang theo hàng loạt người giấy nguyên bản và độc phấn, khí tức, hình dạng bảo đảm không hề có điểm nào giống với Lý Trường Thọ. Sau khi cuộc đại chiến bộc phát, bọn chúng sẽ xuất quân, đợi cho đến khi đại chiến kết thúc, mấy đạo nhân giấy này cũng sẽ nhanh chóng thối lui. Đạo nhân giấy chữ Địa thì phụ trách việc khai chiến, báo động cho tông môn, đả thương địch thủ, chủ yếu dùng để khống chế độc trận khí tức và hình dạng của mỗi người cũng hoàn toàn khác biệt với lý trường thọ lúc này có hai đạo nhân giấy chữ địa đang phát huy tác dụng đạo nhân giấy chữ nhân thì chịu trách nhiệm bảo hộ cho sư muội và sư phụ mặc dù số lượng ít nhưng đều sắp xếp bên cạnh sư phụ và sư muội cũng giống như lúc này đạo nhân giấy chữ nhân số 3 đang phụ trách bồi tiếp sư muội và sư phụ giả bộ là chân thân của hán cùng sư muội chạy tới địa mạch thoát thân đại trận mới trên tử quỳnh phong đều đã có đạo nhân giấy chữ thiên tiếp nhận nơi này cũng coi như là một cạm bẫy có thể vai táng cường địch. Bên ngoài phòng đan truyền đến mấy tiếng phù phù vang động, đó là mấy con ếch ngọc tu linh thực nhảy vào ao nước, chỉ nghe thấy Linh Nga và Tề Nguyên lão đạo ở bên ngoài la lên. Sư Huynh Trường thọ ngươi làm sao vậy? Hai đạo thân ảnh vội vàng xâm nhập vào trận pháp bên ngoài phòng đan, Tề Nguyên nhìn Lý Trường thọ đang ngồi xếp bằng, thoáng sửng sốt, quay đầu trừng mắt nhìn Linh Nga, không phải ngươi nói sư huynh ngươi bị hôn mê sao không phải hắn vẫn yên ổn sao linh nga chấp chấp mắt đột nhiên chỉ vào phía sau lưng tề nguyên nói một câu sư phụ mau nhìn xem nguyên thần sư huynh xuất khiếu rồi hà tề nguyên lão đạo quay người nhìn lại nhưng lại thấy đại đồ đệ của mình đang ngậu ra một nụ cười mang theo vẻ ái náy với mình một mùi hương nhẹ nhàng chui vào trong chốc mũi của tề nguyên lão đạo thấm vào ruột gan lúc lão đạo chưa kịp phản ứng lại thì cỗ dược lực đã tác động lên nguyên thần của lão đội tình của chọc tiên vốn đã rất yếu ớt tẩy nguyên lão đạo chớp mắt thân hình chậm rãi ngã ra sau lý trường thọ nhanh tay lại mắt lấy một bao tải da thú ra trực tiếp che phủ lên người sư phụ khẽ quát một tiếng thù nhỏ bao tải chứa người bàn đặc chế chuyên dùng cho sư phụ này được luyện chế từ mười mấy loại da linh thú trong nháy mắt hóa thành kích thước cỡ hầu bao sau đó được lý trường thọ đưa cho linh nga linh nga nhận bình xứ đã được che lại ở trong tay có một chút bất an nói một câu sư huynh chúng ta tính toán sư phụ như vậy sau này có bị sư phụ mắng chết hay không lý trường thọ đứng chắp tay truyền âm nói muối cũng biết tình tình của sư phụ rồi đó nếu có cường địch xâm phạm chắc chắn sư phụ xông ra đầu tiên sau này ta sẽ giải thích thật tốt với sư phụ giống như mấy lần diễn luyện trước đây sư muội cứ chờ ở đây đợi sau khi tiếng chuông trong môn phái vang lên lúc đám môn nhân đệ tử tiến đến phá thiên phong muội hãy dùng thổ đội đưa sư phụ và ta đi tới địa mạch trước nửa bước ta phải dùng người giấy đi hỗ trợ chiến đấu tâm thần không có ở đây linh nga cũng lộ ra vẻ nghiêm túc nói một câu vâng sư huynh cứ yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt cho huynh và sư phụ không cần lo lắng quá mức ta vẫn một mực canh giữ bên cạnh muội và sư phụ lý trường thọ truyền âm nói cho dù lần này đội tiên môn không thoát khỏi trận đại kiếp này, ta cũng sẽ bảo trụ hai người. Linh Nga cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi. Sư Huynh, trong lòng ta vẫn có một chút bất an, Huynh bây giờ, rốt cuộc đang ở cảnh giới gì? Khoe miệng Lý Trường Thọ nhếch lên. Phản hư cấp 8 Ồ, Linh Nga mấp máy môi, không hỏi nhiều nữa, Lý Trường Thọ cười, không tổn hao tinh thần nữa, dù sao phía sau vẫn còn rất nhiều chỗ phải dùng tâm lực. Đạo nhân giấy này ngồi trước lò luyện đan, nhắm hai mắt lại. Linh Nga cũng ngồi quỳ xuống bên cạnh sư huynh của mình, đeo chiếc túi có chứa sư phụ vào đai lưng rồi lặng lặng chờ đợi tiếng chuông vang lên. Mặc dù lúc này nàng không biết rốt cuộc cường địch là có hay không, nhưng sư huynh nói có, vậy tám phần là không sai rồi. Hai phần còn lại chính là, có khả năng đây là bài khảo thí nhỏ của sư huynh đối với mình. Trong khi sư huynh muội hợp lực cùng nhau đánh ngất sư phụ, bên ngoài 3.000 dặm, trên hai hướng, hai nhóm quân địch cũng đã xông vào khu vực có độc trận dày đặc nhất. Nếu quan sát từ trên không, có thể nhìn thấy một số kỳ cảnh, hai nhóm bóng đen như châu chấu đang chạy như bay ở sát mặt đất, nhìn lại vừa đi vừa nghỉ, trận hình thỉnh thoảng lại bị nhiễu loạn. Phía trước bọn hắn, với đủ loại địa hình hai bên, thỉnh thoảng lại có một làn sương mù bất ngờ phun ra, cuộn lại thành bột phấn. Cho dù bọn hắn đều có một chút đề phòng, nhưng mỗi lần độc trận bộc phát, thì vẫn luôn có mấy thân ảnh ngã xuống mặt đất. Với tình hình này, Lý Trường Thọ cũng có một chút tán thưởng. Lúc này đối phương đã không còn tinh thần nữa rồi. Theo lý mà nói, khi bọn hắn phát hiện ra độc trận thứ nhất thì phải hiểu rằng bọn hắn đã bị bại lộ. Trước đây điều mà Lý Trường Thọ lo lắng nhất chính là mấy cỗ khôi lỗi này sẽ bay thẳng lên không trung, nhào về phía Sơn môn đậu tiên môn. Như vậy những độc trận kế tiếp sẽ không còn quá nhiều hiệu quả. Nhưng đúng như giả thiết của Lý Trường Thọ, sau khi trở thành khôi lỗi, những yêu Người, linh này đều mất đi hơn phân nửa năng lực suy tính, chỉ biết nghe lệnh làm việc, coi như đã cho độc trận một không gian triển khai thật hoàn hảo. Tính khoảng cách một trong hai nhóm cường địch đến sơn môn, chỉ còn tầm trăm dặm nữa thôi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, mượn tay hai đạo nhân giấy, mở ra hoàn toàn độc trận còn sót lại ở hai hướng. Sớm biết đối phương đầu sắt như vậy, hắn đã tăng số lượng độc trận lên 10 lần ở các phương hướng, nói không chừng có thể hóa giải hơn phân nửa nguy cơ lần này của sư môn, mà thôi. Trường lão cũng không cho nhiều độc đan như vậy, bớt ảo tưởng vô ích. Bên trong thân cây, dưới đáy hồ nước, hai đạo nhân giấy đã hoàn thành nửa sứ mệnh lúc trước của mình, che giấu biệt tích, tạm thời rời trận, còn tâm thần lý trường thọ, trong nháy mắt đã chuyển qua đạo nhân giấy chữa bạo số 3, số 5. Chỉ trong chốc lát, ở một nơi trong khu rừng rậm cách đại trận hộ sơn chỉ có mấy dặm trong một dòng suối có hai lão đạo mặt lạnh lần lượt bay ra, bọn hắn bay thẳng lên không trung, ở hai hướng tây nam, tây bắc, quan sát độ tiên môn, vị trí của hai lão đạo hoàn toàn khớp với hai nhóm quân địch đang tiến đánh. Khí tức trên người bọn hắn đang run rẩy, tiên lực tuôn trào từ trên xuống dưới toàn thân, trong độ tiên môn, từng đạo tiên thức đó ra, lập tức bị thu hút bởi thân hình hai lão đạo này, một trưởng lão có vẻ mà già nua thì thào nói ra tiếng lòng của chúng tiên. Hai vị đạo hữu này muốn làm gì vậy? Tại sao lại nhìn lạ mặt như thế? Đùng, trong bóng tối, lý trưởng thọ vỗ tay, nhanh chóng thu hồi tinh thần của mình trên người hai đạo nhân giấy, các ngươi hãy mở to mắt ra mà xem hai lão đạo này ngửa đầu giống to bộc phát ra tiền quang rực rỡ từ trong ra ngoài nói xong lại đứng bên ngoài đại trận tự phát nổ tại chỗ tiếng nổ cuồn cuộn như thiên lôi tiên lực tuôn trào hóa thành sóng khí lao về phía trước làm cho đại trận hộ sơn không ngừng run rẩy chuyện này khiến cho các tên nhân từ trên xuống dưới trong độ tiên môn đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn không nghĩ ra đây là chuyện gì vậy đột nhiên có hai đạo nhân nhảy ra giống lên hai tiếng trực tiếp tự phát nổ, là muốn chấn động đại trận hộ sơn sao, để bọn họ nghe thấy tiếng động sao, trưởng môn của độ tiên môn cũng bừng tỉnh, mở tràng hai mắt ra. Tiền thức kim tiên nhìn theo hai hướng kia, lập tức phát hiện ra hai nhóm bóng đen đang nhanh chóng lao về phía độ tiên môn. Không tốt. Vị đạo trưởng có khuôn mặt trung niên bước ra khỏi nơi mình bế quan, hiện thân trên phá thiên phong, nhìn về phía tây bắc, rồi nhìn về phía tây nam, trong miệng hét lớn một tiếng, âm thanh chuyển mấy ngàn dặm đạo trích phương nào, dám to gan đến xâm phạm độ tiên môn chúng ta, trưởng lão, môn nhân các phòng nghe lệnh. Chuẩn bị chiến đấu nganh địch, bảo vệ sân môn, trụ gõ trường lớn bên cạnh chủ điện, lập tức được hai chấp sự chân tiên với sắc mặt hoảng loạn xuống lại, ra sức gõ vang trường lớn trong môn phái, lúc trước trong môn phái chỉ có bế quan, tu hành, đánh gờ, nói đùa, sinh hoạt đạo lữ. Tất cả môn nhân trưởng lão đều bị một tiếng hét của trưởng môn đánh thức, tất cả các phòng lập tức có từng thân ảnh vọt ra, mặt khác, còn có hai đám mũi khôi lỗi cách sơn môn hơn hai ngàn dặm cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật là bọn chúng đã bị bại lộ tung tích nguyên trạch lão đạo đeo một chiếc mặt nạ cây khô cùng với hai vị ngụy kim tiên khác ở hai phương hướng đồng thời hạ lệnh mấy thân ảnh vốn đang bay nhanh sát mặt đất từng tốp từng tốp nhanh chóng phóng lên không trung kết thành hai đám mây thật dày đồng thời bay tới độ tiên môn ba vị luyện khí sĩ kim ngao đảo vốn giấu kín thân hình và khí tức lập tức bộc phát hoàn toàn uy áp của kim tiên trong độ tiên môn trưởng môn và một người có khí tức cảnh giới kim tiên lao vút lên không trung đối đầu ứng phó lý trường thọ âm thầm quan sát trong môn phái có một cỗ khí tức kim tiên khác lao ra ngoài từ trong đạo tạng điện đó là kỳ linh trưởng lão ồ đạo hiệu này quả nhiên có gì đó kỳ lạ không đợi lý trường thọ suy nghĩ nhiều tất cả các phong đều truyền đến tiếng nổ vang ở trên 16 tòa sơn phong tương đối cao 16 cột sáng đủ màu phóng lên tận trời liên tục hội tụ linh lực vào đại trận hộ sơn đại trận hộ sơn đã thay đổi từ mỏng manh như lúc trước, bây giờ trở nên dày thêm thô thêm, toàn bộ uy lực đều được triển khai. ở hai phía tây nam, tây bắc, hai đám mây đen với khí thế hung hăng liều chết lao tới, tốc độ nhanh hơn bài sát đất lúc nãy, kỳ thật cũng không nhanh hơn bao nhiêu. liều lĩnh, mạnh mẽ tấn công chính diện, bởi vì phát hiện ra tung tích của địch tương đối kịp thời, đội tiên môn cũng bắt đầu bài binh bố trận từng bước. trên tiên, thiên tiên các phong bắt đầu tập trung về phía phá thiên phong, sau đó chia thành hai đội rồi từng người bay đi tây nam, tây bắc, vài ngọn núi bên ngoài. Cảnh giới nguyên tiên tụ tập ở phá thiên phong, chuẩn bị bắt đầu kết trận. Tất cả đệ tử các phong cũng nhao nhao được dẫn đến bách phàm điện tại phá thiên phong. Cứu cầm huyền nhã cùng với mấy vị đệ tử phá thiên phong bận rộn dẫn dắt đám đệ tử, môn nhân không thể nào tham chiến, tập hợp xếp hàng trước bách phàm điện. Lúc này cũng không cần phải gấp gáp chạy trốn ngay lập tức. Đại trận hộ sơn là tầng bình chứng thứ nhất, cao thủ trong môn phái là tầng ngộ vệ thứ hai. Với tình hình chiến đấu bất lợi như thế này, thật sự đến lúc sinh tử tồn vong, những đệ tử và các nguyên tiên này sẽ được đưa xuống dưới mặt đất, từ rời đi địa mạch Na di trận, độ tiên môn vào lúc này, phần lớn các tiên nhân đều có một chút mơ màng, không biết tại sao lại đột nhiên bị cường địch tấn công. Nhưng bọn họ sẽ không đưa cổ ra để bị giết, từng vị tiên nhân trong độ tiên môn cũng thu hồi ý cười hiền lành ngày thường, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, chừng mắt nhìn những kẻ địch không biết đang nhanh chóng vò tới từ phía xa xa, quấy giày tu hành thanh tĩnh của bọn họ hoặc là sắc mặt đen lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, trong đạo tâm cũng bắt đầu tức giận. Mặc dù cũng có người lộ ra vẻ khẩn trương, sinh ra cảm giác lo lắng, nhưng phần lớn những người độ tiên môn, vào giờ phút này cũng không giống như xe bị tột xích, lúc này trên tiểu quỳnh phong. Các tầng đại trận được lý trường thọ bố trí đã mở ra, chỗ này bây giờ đã là một nơi nguy hiểm, còn Linh Nga đã khiêng đạo nhân giấy nhân tam và sư phụ đang bị hôn mê, thì triển thổ độn, chậm rãi lần mò về phía địa mạch bà vai nhỏ nhắn mềm mại của Lam Linh Nga, giống như đang nâng cả tương lai của Tiểu Quỳnh Phong lên. Vào giờ khắc này, nàng cũng thay đổi tính cách vui đùa ngày thường, ánh sáng trong con ngươi không ngừng lấp lóe, trình độ cơ cảnh đã vượt xa người thường, trong phòng đan trống không, một góc nào đó trên giá sách. Một cái hộp trúc đẩy ra, một người giấy hiện thân, trên lưng viết hai chữ thiên bát, đạo nhân giấy này nhảy xuống mặt đất, thân hình lắc lư lảo đảo, hóa thành bộ dáng tình nguyên lão đạo, trong tay cầm ba khối ngọc bài khống chế trận pháp. Lý Trường Thọ để lại một tên tâm thần ở chỗ này, dùng để quan sát đại chiến trong môn phái. Sau đó hắn lập tức nhất tâm đa dụng, tìm hai vị đạo nhân giấy địa tam và địa ngũ vốn khống chế độc trận từ trong thân cây, trong đầm nước đưa ra ngoài. Bọn hắn vẫn còn chưa làm xong việc. Động tác của hai đạo nhân giấy gần như đồng bộ với nhau, trong tay áo từng người nhảy ra từng người giấy nguyên bản. Sau đó, hai đạo nhân giấy thi triển thổ độn, mò mẫm tới những nơi độc trận đã bộc phát. Hai bên đều có bốn người giấy, hóa thành già, trung niên, trẻ tuổi, nam nữ không đồng nhất, theo sát phía sau đạo nhân giấy, bay về phía trước, những khôi lỗi kia có thể mặc kệ thi thể của đồng bọn, nhưng lý trường thọ thì không thể bỏ qua. Ngoại trừ những thi thể kia, nhóm người giấy còn bắt đầu xử lý những nơi đã phát tán khói độc để tránh lưu lại hậu họa, trêu chọc ra nhân quả mới, bảo vệ môi trường hồng hoang, ai ai cũng đều có trách nhiệm. Hai hướng, tổng cộng có 8 người giấy nguyên bản chuyên môn làm cu ly, hai đạo nhân giấy có sức mạnh nguyên thần của lý trường thọ trong đó thì trốn dưới mặt đất trong bóng tối không dám thỏ đầu ra không còn cách nào khác công tác phòng mũi luôn luôn cần phải kỹ càng hai nhóm tám người giấy này phân công rất chuẩn xác phối hợp ăn ý hiệu suất hành động cao mà lại an toàn dùng bảo túi nạp độc thu hồi độc tố tràn ngập khắp nơi cần phải phá hỏng những độc trận trước kia chưa bị phát động thu thập thi thể ở khắp nơi thuận tiện sửa soạn pháp khí chữ vật trên người đối phương xử lý được một nửa trong sơn môn độ tiên môn truyền đến từng trận sấm rền bên ngoài đại trận hộ sơn năm vị kim tiên đã giao thủ đấu pháp chấn động khắp nơi khiến phiến tiểu thiên địa ở đó biến sắc trường môn độ tiên môn bay về phía tây nam lấy một địch hai kỳ linh trưởng lão thì bay về hướng tây bắc ngăn một vị cường địch kim tiên khác ngăn cản ba vị cao thủ kim tiên đối phương tới gần đại trận hộ sơn của độ tiên môn các loại bảo quang giao thoa hai bên nện gạch vào nhau nhưng bên ngoài đại trận hộ sơn mấy vị thiên tiên với khí thế hung hăng kia đã bắt đầu oanh kích vào vách trận lý trường thọ cũng không quản nhiều tiếp tục bận rộn với công việc của mình bây giờ chưa phải thời cơ đạo nhân giấy chữ thiên lên sàn đối phương oanh kích đại trận cũng phải có một quá trình hai nhóm đạo nhân giấy tăng tốc hành động cuối cùng trước khi đại trận hộ sơn bị oanh phá đạo nhân giấy đã tập trung thi thể của đối phương lại với nhau quét dọn sạch sẽ những nơi tràn ngập khí độc kia sau đó ném hai kiện hoán thiên bảo ô lên không trung mở ra hai trận pháp ngăn cách với bên ngoài bốn người giấy mỗi người ném ra một khối nhấp hồn trâu lục xoát tàn hồn với cường độ cao lại lần lượt lấy mõ gỗ chuông đồng kèn chống các loại người gõ mõ gỗ tụng độ nhân kinh người gõ mõ tụng tiêu tai cầu phúc chú người lắc chuông đồng tụng vãng sinh chú còn hai người giấy cầm kèn thì đưa tay vẩy ra từng luồng tam mỗi chân hỏa đốt mấy thi thể yêu nhân linh thành cho bụi sau đó bọn hắn hít sâu một hơi ngửa đầu thổi lên giai điệu bi thương hiện tại vào lúc này ngoại trừ cưỡng ép làm lễ cầu siêu sau trận chiến, còn tặng kèm dịch vụ mai táng và linh hữu. Năm vị kim tiên đang chiến đấu gần độ tiên môn, đánh ra hào quang đầy trời, khiến mặt đất rung động mãnh liệt. Lý Trường Thọ âm thầm chú ý một hồi, đợi một lát khi đốt thi thể hai bên xong, mỗi người cũng đã đọc kinh văn xong, sẽ để lại hai đống cho tàn lớn màu đen trên mặt đất. Lần này bốn người giấy đồng thời ra tay, thổi tan đám cho tàn kia, thời kỳ đặc thù, chỉ có thể hy sinh một chút nghi thức cảm tưởng, dù sao trận chiến này vẫn còn rất nhiều cơ hội, tám người giấy quét dọn xong dấu vết, thì chuyện thổ độn chui xuống dưới đất, trở về tay áo hai đạo nhân giấy kia. Mà hai đạo nhân giấy này cũng chính thức hoàn thành nhiệm vụ, ẩn thân đi về phía trước, đợi lý trưởng thọ thu về hoặc tiêu hủy. Nếu độ tiên môn có thể giữ vững, đương nhiên là có cơ hội thu về, luyện chế đạo nhân giấy không hề dễ. Nhưng nếu lần này độ tiên môn thất thủ, vậy thì không còn cách nào khác, đành phải tiêu hủy toàn bộ đạo nhân giấy và người giấy này, không thể lưu một chút vết tích, tại phát thiên phong trước bách phàm điện hữu cầm huyền nhã mặc một bộ váy xanh dài thước tha lừng mang đại kiếm vội vàng chạy trước chạy sau không có ai yêu cầu hữu cầm huyền nhã phải làm những việc vặt này nhưng nàng cảm thấy bản thân được nội môn trao cho danh vọng của một thủ tịch đệ tử nên càng phải có trách nhiệm gánh vác những việc như vậy tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần dựa trên cấp bậc tu vi để phán đoán thì thủ tịch đệ tử phải là một vị họ lý đẹp trai không biết tên nào đó Lúc này bản thể của vị thủ tịch đệ tử chân chính lại đang thi triển thuật hóa hình, trốn ở một chỗ tự cho là vô cùng an toàn. Mặc dù tránh xa được đại chiến bên ngoài nhưng hắn cũng phải hao tâm tổn trí mưu đồ, bố trí, dùng sức cố gắng chống đỡ độ tiên môn. Huyền Nhã Một vị trưởng lão bách phàm điện gọi hữu cầm Huyền Nhã tới. Mấy vị trưởng lão cảnh giới chân tiên này có công việc thay phiên nhau xử lý ngoại vụ. Trưởng lão Giao Ngọc Phù có thể khai mở địa mạch Di trận cho hữu cầm Huyền Nhã bọn họ cũng muốn ra ngoài núi tham gia chiến đấu xin các vị trưởng lão yên tâm ra đi hữu cầm huyền nhã cầm ngọc phù trong tay ánh mắt tràn đầy kiên định mấy vị trưởng lão ngoại vụ này gật đầu mỉm cười tuy nhiên trong đáy lòng lại cảm thấy lời nói của hữu cầm huyền nhã nghe có vẻ không ổn mấy vị trưởng lão cảnh giới chân tiên cưỡi mây bay về phía tây nam ngay lập tức nơi này vẫn còn hơn trăm vị nguyên tiên lưu lại tiến hành kết trận bảo vệ đệ tử các phong miễn cho nơi này bị tranh đấu ảnh hưởng mà xảy ra hư hại mà những đệ tử được bảo vệ cũng tập hợp lại tùy thời chuẩn bị chiến lược rút lui lúc này chúng đệ tử cũng không giúp đỡ được gì chỉ có thể ngửa đầu nhìn không chung bên ngoài đại trận linh thức của bọn họ không thể dò xét quá xa nhưng tâm thần vẫn không khỏi kinh hãi như cũ nếu như những người ngày thường đọc nhiều sách hơn chút miệng lúc này sẽ không ngừng thốt ra những lời quan chiến hoa mỹ như nhìn đấu pháp này xem quả nhiên là long phi phượng vũ gió táp mưa xa hải lãng kinh đào thần thông bất phàm khi thì đất rung núi chuyển, khi thì bảo quang lóe sáng tứ phương. Uy áp khủng bố của Kim Tiên, không ngừng kinh động tâm thần đang buộc chặt của chúng ta, bên cạnh còn có mấy người không ngừng gật đầu phụ họa, liên tục nói. Không tệ, không tệ, cũng có kẻ thường ngày chuyên tâm tu đạo, ngoại trừ đọc kinh văn không nhiều lắm, phần lớn đều là lầm bầm từng tiếng. Lợi hại quá. Ừ, thật lợi hại khi nào chúng ta mới có thể lợi hại như vậy trong chúng đệ tử có người tinh thần cũng không chán nản đã sớm hạ quyết tâm sống chết với tông môn mà tin tức địa mạch na di trận rất nhanh đã lan truyền trong chúng đệ tử khiến cho không ít người nhẹ nhàng thở ra mọi người có suy nghĩ như vậy cũng đều hợp tình hợp lý nhưng tình thế xung quanh đại trận hộ sơn lại càng lúc càng cấp bách hai phía tây nam và tây bắc đều có mấy trăm bóng đen đang không ngừng oanh kích tầng chắn màu xanh lá của đại trận hộ sơn nhưng chúng chân tiên thiên tiên nội môn ngược lại là đang chuẩn bị đợi lúc này để bộc phát sau khi đại trận hộ sơn đã hoàn toàn mở ra giống như một mai rùa kín không kẽ hở ngoại nhân không có cách nào tiến công trong lúc nhất thời mà người bên trong cũng không có cách nào thi triển thần thông hoặc dùng pháp bảo tấn công kẻ bên ngoài xem thế công dữ dội của đoàn bóng đen này một hồi nữa đại trận hộ sơn chỉ sợ là sẽ không chống đỡ nổi những bóng đen này đều là khôi lỗi bị huyết mũi khống chế mặc dù nguyên thần mất kiểm soát phần lớn không suy nghĩ mà chỉ làm theo mệnh lệnh đã được truyền đạt trước đó nhưng lúc chiến đấu độ ăn ý giữa bọn hắn lại cao hơn nhiều so với đội hình độ tiên môn may mà những độc trận lý trường thọ bố trí cũng đã tiêu hao khoảng hai thành chiến lược của đám khôi lỗi huyết mũi này lúc này lại dựa vào đại trận hộ sơn lực lượng địa mạch và linh thạch để tiêu hao hết tiền lực yêu lực linh lực của đám khôi lỗi này nói đến trận đại chiến độ tiên môn mặc dù vẫn ở trong tình cảnh bất lợi như cũ nhưng bất lợi này cũng không còn quá lớn trước bách phàm điện hữu cầm huyền nhã lại bận rộn một hồi nàng đứng trên mái cong luyện nghỉ ngơi ánh mắt đảo qua khắp nơi trường thọ sư huynh sao không có ở đây trong lòng hữu cầm huyền nhã thất kinh cẩn thận tra tìm một lần nữa nàng rất nhanh liền phát hiện ra trong ngoài bách phàm điện cũng không có thân ảnh của lý trường thọ và lam linh nga hữu cầm huyền nhã lập tức nhìn về hướng tiểu quỳnh phong khẽ như đưa mi thanh tú muốn đi qua chỗ tiểu quỳnh phong mang lý trường thọ cùng với lam linh nga đến đây nhưng ngay khi hữu cầm huyền nhã vận chuyển pháp lực chuẩn bị bay lên một giọng nói được truyền âm đến hữu cầm sư muội lúc này ta cùng với linh nga không tiện hiện thân sau khi đại trận hộ sơn bị phá ta và mọi người sẽ gặp lại ở chỗ đại trận dưới mặt đất nghe lời nói ấy trong đáy lòng hữu cầm huyền nhã mới nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết vì sao trường thọ sư huynh cùng với linh nga sư muội phải ẩn nấp trong đám người nhưng trường thọ sư huynh đã nói như vậy rồi thì mình cũng không cần quá sốt ruột cùng lúc đó tại nơi hẻo lánh nào đó vừa tối vừa hẹp lý trường thọ cũng nhẹ nhàng thở ra hoàn hảo hắn đã sớm đoán được chiêu này của hữu độc giải quyết xong mối tai họa ngầm này lý trường thọ tiếp tục quan sát sau đó tử cửu cùng với tử ô cũng định đến thăm hỏi hắn còn truyền âm nhắc nhở đây cũng là tai hại khi có quá nhiều bạn bè ba nghìn dặm bên ngoài phía tây nam tây bắc hai đạo nhân giấy không chế độc trận đã hoàn thành đầy đủ sứ mạng của mình thuận lợi trở về hộp nhỏ của bản thân lý trường thọ cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút loại tình huống hiện tại so với lúc trước lý trường thọ dự kiến kỳ thật còn đơn giản hơn một ít đối phương chỉ có ba gã cao thủ cảnh giới kim tiên cũng không có tồn tại siêu cường như lại là hơn nữa chúng tiên độ tiên môn cũng không phải chỉ biết dùng cờ bắp nhìn chúng tiên độ tiên môn bày ra trận thế như vậy rõ ràng cho thấy ý định vừa đánh vừa lui Môi mấy vị thái thượng trưởng lão không ngừng mốc máy hẳn là đang truyền âm tới đệ từ các nơi chỉ dẫn sau đó nên đối phó như thế nào Điều này làm cho Lý Trường Thọ yên tâm không ít, đạo nhân giấy chữ thiên bát mang bộ dáng tỉnh nguyên lão đạo đang ngồi xích đu trước phòng luyện đan. Lý Trường Thọ chính là nhờ đạo nhân giấy này quan sát kim tiên đấu pháp, quan sát chuyển động của đại trận, trong đáy lòng nhanh chóng suy nghĩ tính toán phương vị kế tiếp để điều khiển đạo nhân giấy xuất thủ, chờ đợi thời cơ khi đại trận hộ sơn bị đánh nát liền bắt đầu kế hoạch tác chiến chính thức của hắn. Tiểu sư thúc cùng với tử ô sư bá có vong tình thượng nhân bảo vệ, ta ngược lại không cần quá lo lắng, Lý Trường Thọ dùng tiên thức dò xét phía tây nam, dựa vào cỡ ngược để tìm người, lập tức nhìn thấy được tiểu cửu sư thúc. Chín vị tiên họ từ từng người xếp thành một hàng, đều cầm pháp bảo, vận chuyển thần thông, đứng đằng sau lưng sư phụ phong tình thượng nhân của mình. Trong chín người bọn hắn, vị đại sư tỷ tử Y Y có phong tư chắc tuyệt là dễ thấy nhất. Vị tiên tử này mặt như phủ băng, quay người lơ lửng ba bốn kiện pháp bảo, tu vi cảnh giới của bản thân nàng cũng là cảnh giới thiên tiên sơ kỳ. Bên cạnh vong tình thượng nhân chính là hai vị thái thượng trưởng lão, bọn họ và 12 vị trưởng lão thiên tiên cùng nhau đứng đầu hàng ngũ phía tây nam. Môn phái bị tập kích, người có tu vi cao phải đứng trước, đây là quy định của độ tiên môn. Vong tình thượng nhân như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn từ đồ đệ của mình nói. Tiểu cử, tiểu cử đang ôm hồ lô lớn, ánh mắt có một chút bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu quỳnh phong vội vàng thưa một tiếng. Sư phụ, có tiểu cử ừ khóe miệng vong tình thượng nhân hạ xuống không có dấu vết tu vi của tiểu cửu không tệ vong tình thượng nhân sửa lời nói sau khi loạn chiến bắt đầu các người nhớ kỹ phải hỗ trợ lẫn nhau chiếu cố tiểu ngũ nhiều hơn một chút vết thương cũ của hắn vẫn chưa phục hồi nguyên vẹn Mặt tử ô lộ vẻ xấu hổ tám vị sư huynh muội khác đồng loạt cúi đầu đồng ý đồng thời tử ô cũng nhớ tới trước đây lúc lão đi bái phòng vạn lâm quân trưởng lão bị vạn lâm quân trưởng lão đe dọa khục là bị vạn lâm quân trưởng lão dặn đi dặn lại. Nếu như đại trận hộ sơn bị cường địch công phá, ngươi liền lập tức thối lui về phá thiên phong, không được cứng đối cứng cùng với địch nhân, mở ra cái túi gấm này, cái túi gấm kia, tử ô để ngay trong tay áo, thời thời khắc khắc đầu mang bên người. Lúc vạn lâm quân trưởng lão nói lời này còn mang một bộ mặt hung thần ác sát, cù lão và tử thi mấy ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần, tử ô suy nghĩ một chút, bước về phía trước hai bước, ở sau lưng vong tình thượng nhân bẩm báo việc trước đó được vạn lâm quân trưởng lão dặn dò. Phong tình thượng nhân cũng không hỏi nhiều, dặn tử ô cứ theo lời vạn lâm quân trưởng lão mà làm, tử ô lui về vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đại trận, nhìn chăm chú lên những thân ảnh đang oanh kích đại trận hộ sơn, nắm chặt trường kiếm trong tay, lợi. Lão giữ cẩn thận mấy bình đan, tùy thời liền có thể phóng thích vạn bài độc đan. Tử ô nghĩ thầm. Lúc này chắc trường thọ sư điệt đã qua phá thiên phong rồi, tiến thức đảo qua phá thiên phong trước bách phàm điện tử ô chợt nhíu mày lại cẩn thận tìm kiếm đạo nhân luồn này không khỏi sợ run lý trường thọ cùng với lam linh nga lại không có ở bách phàm điện thậm chí trên phá thiên phong cũng không có tung tích hai người tử ô lập tức nghĩ tới điều gì trong đáy lòng vô cùng lo lắng suy tới suy lui lão trung quy vẫn không yên lòng về an nguy của lý trường thọ cùng với lam linh nga tiến lên phía trước một lần nữa tử ô đối nói với bóng lưng sư phụ mình sư phụ đệ tử muốn đi đến tiểu quỳnh phong một chuyến mang trường thọ sư điệt cùng với linh nga sư điệt đến bách phàm điện trường thọ sư điệt còn trẻ tuổi nóng này đệ tử lo lắng hắn sẽ dùng trận pháp bản thân tự bố trí để đả thương địch thủ phong tình thượng nhân vút cầm nói được tử cửu đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi khóe miệng hơi mấp máy tiếp tục ở lại nơi này kề vai sát cánh tác chiến cùng với các sư huynh sư tỷ chỉ là mang trường thọ cùng với linh nga đi đến bách phàm điện mà thôi vương bình ngũ sư huynh là đủ rồi Tử ô liếc nhìn đại trận hộ sơn xem như vững chắc, vội vã rời hàng ngũ, bay nhanh về hướng tiểu quỳnh phong. Quả nhiên, trong bóng tối, Lý Trường Thọ thấy một màn này lập tức thở dài, định lập tức truyền âm cho tử ô sư thúc, ngay vào lúc này. Giữa tầng trời cao kim quang lóng lánh, trường kiếm mang theo một chút lực lượng công đức xé mây chém ra một nhát, kiếm quang tỏa ra muôn trượng, lấy khí thế bôn lôi phán núi không gì cả nổi chạm ngay phía trên đại trận hộ sơn, một gã kim tiên trong đối phương đã xuất thủ đột nhiên công kích đại trận hộ sơn. Kiếm này chém xuống một nhát, tầng ánh sáng xanh lá của đại trận hộ sơn chấn động kịch liệt, trưởng môn đội tiên môn hét lớn một tiếng, cắt gao ngăn chặn hai gã địch nhân kim tiên một lần nữa, thừa dịp đại trận hộ sơn bất ổn, hai phía tây nam, tây bắc bên ngoài đại trận, vô số lưu quang đồng thời bộc phát. Khôi lỗi huyết mũi phối hợp rất an ý, lúc này ra sức phát huy tác dụng đến cực hạn, ánh sáng xanh lá lập loài trên đại trận đột nhiên dừng lại, tiếp đó trực tiếp nổ tan tành trong nháy mắt từng cỗ nguyên khí tiêu tán khắp bốn phương tám hướng, quét một vòng giống như biển gầm. Một vị thái thượng trưởng lão độ tiên môn dơ pháp bảo đang lóe ra hào quang sáng trói lên cao, âm thanh chấn định vang lên. Xuất thủ, thoáng chốc, hai phía tây nam, tây bắc bộc phát ra vô số lưu quang, chúng tiên đồng loạt thi triển pháp bảo, thần thông. Hướng tây bắc, đầu thủ đang che khuất bầu trời hạ xuống, tay áo vạn lâm quân trưởng lão pháp phới, dâu tóc đều dựng lên, uy phong lẫm liệt, nhưng bảy tám đại yêu cảnh giới thiên tiên đã sớm có chuẩn bị đối với việc này cũng phát động pháp bảo của mình hợp lực ngăn cản vị độc tiên này đám tiên nhân còn lại của song phương lúc này chỉ dám ở xa dùng pháp bảo dùng thần thông oanh kích không kẻ nào dám xông vào thảm độc vụ màu xanh lục đang nhanh chóng lan tràn hướng tây nam mười mấy vị thiên tiên vọt tới trước cận thân chiến đấu song phương lao vào nhau chém giết lưu quang đầy trời không ngừng xung kích lập tức có người bị thương do đạn lạc xung kích mà rơi xuống từ trên mây từ ô thấy thế, lập tức phải trở về gấp rút tiếp viện, nhưng hắn vừa quay đầu, bên tai liền nghe được có người truyền âm. Mở túi gấm ra, sự tình xung quanh chớ quẩn. Một mình ngươi cũng không thay đổi được chiến cuộc. Vạn trưởng lão, tử ô sợ run lên, lấy túi gấm ra từ trong tay áo, nhìn thoáng qua một lát, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này, sự tình như vậy, làm sao trước đây bản thân lại không nghĩ tới. Liếc nhìn về nơi kịch chiến đang diễn ra, đạo nhân lùn này cắn răng một cái sợ một chân quanh người vội vàng bay về hướng phá thiên phong vừa rồi truyền âm cho từ ô tự nhiên là lý trường thọ đang tránh trong âm thầm bắt chước giọng nói của ngữ điệu của vạn trường lão lúc này vạn trường lão đang ký chiến đấu pháp tại phía tây bắc sơn môn sảnh đâu mà lo lắng đến từ ô bên này tiếp đó bây giờ phải nhìn xem trình độ khóc của người như thế nào rồi sư bá tâm trí của lý trường thọ âm thầm suy nghĩ bắt đầu nhất tâm la dụng một lần nữa ở hai hướng bắc nam độ tiên môn, trong rừng rậm ngoài mấy trăm dặm, bốn cái hộp gỗ đồng thời bị bàn tay nhỏ của người giấy đẩy ra. Đạo nhân giấy có độ dày kinh người, toàn thân đeo đầy bao vải nhảy ra ngoài từ trong hộp. Thân hình của bọn hắn lung la lung lay, nhanh chóng biến lớn, hóa thành bốn vị đạo nhân gồm hai nam hai nữ. Đóng cửa, thả chó, ấy, như thế khác nào tự mình chửi mình, phải nói là đóng cửa đánh chó mới đúng. Ở mỗi hướng bắc nam đồng thời có hai đạo thân ảnh thi triển thổ độn nhanh chóng phi tới hai nơi đang kịch chiến ở độ tiên môn